À, kính thưa quý vị, như anh Đàm Minh Hưng đã chia sẻ, giảm cân đối với một người bình thường đã là khó, huống hồ gì là đối với những người đã có gia đình, đã sinh em bé, điều đó khó gấp trăm ngàn lần. Chúng tôi ghi nhận điều đó và ghi nhận sự nỗ lực của anh Nguyệt trong tuần vừa qua. Và chúng ta chỉ còn một thí sinh duy nhất đang ở phòng chờ. Thí sinh này đã bị đau chân ở tuần trước và bạn ấy là thí sinh đã 3 lần rơi vào nhóm thí sinh nguy hiểm. Vâng, xin được giới thiệu thí sinh Huyền Thanh. Tuần trước là trước ngày biểu diễn một hôm thì do mình không cẩn thận là bị gãy gập cái cổ chân vào khiến cho chân của mình nó bị bong gân. Trong 2-3 ngày đầu nghỉ ngơi để dưỡng thương thì cơ thể mình thường xuyên là cảm thấy đói và cảm thấy rất là thèm ăn. Thì mình lo lắng rằng là số cân của mình không những không giảm được mà có thể là sẽ bị tăng lên. Khi mà nhìn thấy các bạn hoạt động ở trên biển, mình thấy các bạn rất là vui. Mình ngồi mình như thế mình rất là buồn. Nhưng khi hôm nay mà có tham gia hoạt động ở trên đồi cát thì mình cũng có xin tham gia. Nhưng khi ra được đến nơi leo được lên 1/3 đồi thì mình quá mệt nên mình đã xin ngồi nghỉ. Trong cái quá trình mà đi lên trên đồi cát này, do cái chân phải mình bị tổn thương nên là mình phải dồn hết lực vào chân trái. Cái khớp gối bên trái nó lại có vấn đề. Đang thực sự là nghiêm túc, mức độ la mắng càng ngày càng tăng theo từng tuần tập. Như là tuần thứ nhất thì rất là nhẹ nhàng, nhưng mà đến tuần này thì lào quá trời. Nào không phải như thế, không được tập sai rồi tập lại 100 lần. Thì Thanh nhiều khi mệt hay mệt quá rồi hay bị chấn thương này nọ, cho nên Quang Năng rất là dễ bực mình chứ hay la lắm. Không hiểu sao, lúc mình đang làm bằng như thế Thanh thì vui lắm. Thế như kiểu là mình có một cái người mà bắt đầu thực sự là, người ta thực sự là nhiệt huyết, nhiệt tâm. Và bây giờ mời nhận xét từ anh Hoài Linh ạ. Quang Đăng mới bước ra tôi tưởng Đàm Vĩnh Hưng chứ. Thiếu thêm mấy cái hột nữa là Đàm Vĩnh Hưng rồi. Bởi anh này anh thích dây nhợ rồi này nọ dữ lắm. Con bôi keo xong rồi con quăng hột sạc vô cái nó dính vô là ổng á. Khi mà hai người diễn thì tôi thích nhất là cái phần đầu tiên là tôi thích về cái phần thần thái. Các bạn diễn cặp mắt rất đẹp. Đang dựng cái bài này cũng khá là mạo hiểm. Bởi vì chân của Hiền Thanh là đang đau. Mà con dựng cái bài này thì thấy khá là mạo hiểm. Nhưng mà Thanh cũng đã cố gắng rất là nhiều. Lúc mà Thanh xoạc cái chân ra đó là anh rất là lo. Nhưng mà em vẫn làm rất là gọn gàng. Nói chung là tôi thích cái bài dựng này. Và kể cả cái cách của các bạn diễn nữa. Cảm ơn anh Hoài Linh ạ. Xin mời anh Trâm Huy. Anh đánh giá cao về cái sự cố gắng của em. Nhưng cái này hơi khó tại vì anh rất thích em. Và nói như vậy thì anh không muốn nói nhưng mà anh phải nói. Cái phần đầu lúc hai bạn đang diễn với nhau thì mình thấy rõ ràng
rất là ấn tượng. Nhưng nếu mà nói về cái động tác thì cái kỹ thuật trong cái phần basic của samba chưa rõ ràng. Một cái basic là cái động tác karaoke thấy nó chưa đều và nó chưa chắc lắm. Nó chưa chắc lắm, xong nó làm anh có một cái cảm giác là chưa tới. Và sau đó thì một cái vấn đề là anh thấy Đăng nhiều hơn. Nhưng mà trong một cái chương trình như vậy, anh muốn thấy Thanh nhiều hơn, nổi bật và tỏa sáng nhiều hơn. Thì anh hơi thất vọng về cái bài này. Đúng như anh Hoài Linh nói và John nói, cái bài này đang dựng ra mạnh bạo. Và những động tác từ Đăng rất là đẹp, rất là quyến rũ. Từ một chàng trai ở thành phố đến đây để mà bị cô gái trong rừng xanh khống chế như vậy. Huyền Thanh thì hôm nay có một cái chút xíu lúng túng khi bước chân nhảy của em di chuyển liên tục ngày nào. Với đợt khi mà được Quang đang dẫn đi đó thì nó không được linh hoạt như những tuần trước đó, nhất là phần ao. Nó đang gặp một cái sự cố gì nhỏ lúc đó đó, về nhịp, về tất cả mọi thứ nó bị rối một chút xíu phần ao thôi. Không biết là do chân của em đau hay là do cái phần thi của mình thể hiện thế nào đó, nó đuối dần về phần của Huyền Thanh. Nó kém màu hơn về tuần trước một chút xíu. Và không sao, đó chỉ là những nhận xét rất là chân thành của giám khảo để giúp cho bạn. Nếu như ở lại với chúng tôi vào tuần sau thì hãy cố gắng thật nhiều hơn. Và xin mời bạn hãy cùng bước lên chiếc cân. Số ký cụ của Huyền Thanh 73,7 và hiện tại là 72,5. Như vậy là giảm được 1,2 ký, tương đương với 1,6%. Xin mời Huyền Thanh quay trở lại sân khấu ạ.